bác. Không hiểu sao hai hôm nay đầu đầu như búa bổ, thì nghỉ làm quá, nằm bẹp nhà. Hôm nay có phiên chợ đấy nhưng không đi được, mệt mỏi không làm được gì. Chưa giờ đau đầu thế thôi, thì vừa mới mò từ giường ra thì thấy cái đệm, phơi cái đệm mùa đông ấy, phơi nắng thì cất đi ấy, thì nó đổ vào gốc, đổ vào cây xanh này, nó gãy một cái tay này các bạn, gãy một cái tay này, gãy một cái tay này, thì có động lực để biến cây này thành cây phôi các bạn, biến thành cây phôi. Ngắm kỹ lại thì nó lỗi quá, mà bây giờ lại có động lực để cắt nó. Thì tất nhiên cắt nó xong thì chắc chắn là rất nhiều bác phản đối đấy, nhưng mà cây của mình mà các bác, không biết lại tương lai như thế nào thì cũng phải chờ các bác. Nhưng nói chung là sẽ chuẩn hơn là cũ như này, chuẩn hơn là cũ như này. Giờ xin phép làm quá nha, xin phép làm đấy, xin phép làm. Tối các bác nhỉ, trời sắp tối mới lại quen trời, mới hôm nay toàn mưa thôi. Mình cắt thì cho nó phun mầm cho nó nhanh. Cảnh trên này đang quá to so với cảnh bên dưới.
Nhìn chán không các bác? Quá chán nhỉ. Đấy, giờ mới nhìn thấy lộ, nó lộ những cái lỗi của nó. Thì là các bác ạ, cái tay này em sẽ cắt bỏ tất này, dù là chốt lỗi, chốt vào đây, chốt vào đây, và cái ngõ sẽ giật từ đây, chứ không phải giật từ đây vẫn vẹo từ đây, đấy là cái tay ở đây ra. Mất rồi à? Đấy, xong rồi, mấy chiều bạc coi xong các bác, bôi kia liền sẹo thôi.
Đấy, không biết là bố nhạn bố nhìn thấy cây này bố có buồn không? Cây này sẽ phải giật từ đây ra, cái này vẹo chốt sai, đúng là cả cái này cũng bị lệch, nhưng mà không không sao, chỗ này sửa được. Cái này sẽ giật cái mầm từ đây ra, có thể sẽ nuôi cái này như này, chứ không phải là mọc chìa đây, chọc mắt. Cái này thì to quá, lấy một cái mầm này. Lấy mầm này, lấy mầm này, và cái này sao sẽ phải cắt đến đây, giật cái mầm này lên là ngọn, nó mới thẳng trục được, nó mới lệch được, nó mới vẹo, nó mới vẹo. Đó. Phá hoại các bạn. Nhìn chán đúng không? Có khi là cắt luôn, nhưng mà cơ bản là nó sẽ tòi mầm ở đây lên thôi, thì cái này cắt sau cũng được, không sao. Đấy các bạn, thế thôi, phá hoại gì thế thôi. Coi nha, ôi mệt quá lại đi nằm đây các bạn.